Một người trưởng thành sẽ là một người đi tìm kiếm cái sứ mệnh của mình và theo đuổi cái điều đó để mình có thể để lại những cái giá trị, những cái di sản cho người khác, cho những thế hệ sau của mình nữa. Như thế nào thì mình biết là mình đã trưởng thành? Có phải là khi chúng ta già rồi, tóc chúng ta bạc rồi, chúng ta có rất nhiều con cháu rồi, lúc đó chúng ta mới trưởng thành không? Thật ra thì việc trưởng thành về tâm hồn, trưởng thành nó không có liên quan đến cái việc chúng ta bao nhiêu tuổi, chúng ta đã lập gia đình chưa, chúng ta có con hay chưa. Và thậm chí Tuệ An cũng phải nhìn nhận đôi khi là cái sự trưởng thành của một con người còn không liên quan đến cái danh vọng và địa vị người đó đạt được nữa, cũng không liên quan đến cái việc người đó kiếm được bao nhiêu tiền, là tỷ phú hay không phải là tỷ phú nữa. Vậy cái sự trưởng thành của con người sẽ được đánh giá bởi những cái tiêu chí như thế nào? Tuệ An thử đưa ra những cái quan điểm của bản thân nha, và các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với Tuệ An ở phía dưới comment nha. Theo như mình á, thì đầu tiên một người trưởng thành là một người phải biết làm chủ được cảm xúc. Bởi vì một người trưởng thành sẽ không dễ bị chi phối bởi những cái yếu tố bên ngoài tác động vào. Bởi một ai đó vui thì mình cũng vui, một ai đó buồn thì mình cũng buồn. Một người đã trưởng thành là một người biết làm chủ cái cảm xúc của mình, để ít nhất là mình không bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. Và mình cũng không đem những cái cảm xúc tiêu cực, hỗn độn của mình để mình đi làm ảnh hưởng cho một ai đó. Một người trưởng thành phải là một người như vậy. Tiếp theo nữa, một người trưởng thành phải là một người biết làm những cái việc tốt, tử tế để giúp đỡ được những người khác. Bởi vì nếu như bạn chưa trưởng thành, nếu như bạn vẫn nghĩ rằng mình phải là số 1, phải là number one, mình phải là nhất, cái gì cũng phải tìm kiếm cái lợi ích cho bản thân á, thì đôi khi cái tầng linh hồn của mình nó vẫn còn ở thấp lắm, nó vẫn chưa trưởng thành đâu. Nhưng khi một người trưởng thành là một người đôi khi biết hy sinh những cái quyền lợi của mình để làm những cái việc tử tế cho những người khác. Thế rồi một người trưởng thành là một người bắt đầu biết đi tìm kiếm một cái câu hỏi: tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn trở thành ai? Tôi muốn để lại điều gì cho cuộc đời này? Một người trưởng thành sẽ là một người đi tìm kiếm cái sứ mệnh của mình và theo đuổi cái điều đó để mình có thể để lại những cái giá trị, những cái di sản cho người khác, cho những thế hệ sau của mình nữa. Khi một người đã trưởng thành thì cái người đó sẽ bớt cái sự tham lam cho bản thân, bớt cái sự mong cầu cho bản thân, bớt cái sự phán xét, cái sự trách móc, cái sự đổ lỗi người khác. Một người đã trưởng thành là một người mỗi ngày hoàn thiện chính mình để trở nên tốt hơn, là một người mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và thử thách. Còn những người mà chưa trưởng thành á, họ nhìn một khó khăn, một thử thách là họ sẽ sợ, họ sẽ né, họ sẽ trốn chạy, họ sẽ đổ cái trách nhiệm đó sang cho một người khác để gánh vác. Nhưng mà một người đã trưởng thành thì họ không. Họ dám đương đầu với những việc khó, họ dám tự chịu trách nhiệm, họ dám giữ một cái vai trò là leader, là thủ lĩnh, ít nhất là cho chính bản thân họ, để họ có thể làm chủ chính mình và làm chủ cuộc đời của họ. Vậy bạn thấy đấy, một người như vậy là một người trưởng thành. Và trưởng thành á, đôi khi có những người đến 6-70 tuổi rồi vẫn còn chưa trưởng thành. Nhưng đôi khi có những cô bé, cậu bé mới có mười mấy tuổi nhưng họ cũng đã trưởng thành rồi. Và bạn thì đang ở đâu trong cái nấc thang trưởng thành đó?